Chào mừng các em học sinh đến với tiết học vật lý 7. Chúng ta cùng quan sát hình ảnh sau đây. Nếu như các em bước vào cửa hàng đồ điện và các em muốn mua một chiếc pin, thì người bán hàng sẽ hỏi các em, đó là các em cần loại pin gì, mấy vôn, dùng để lắp đèn pin hay máy nghe nhạc. Thì lúc này các em sẽ hỏi, vậy vôn là gì? Và làm thế nào để các em biết được rằng mình cần mua một chiếc pin bao nhiêu vôn để phù hợp với mục đích sử dụng? Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề 26 hiệu điện thế để trả lời câu hỏi trên. Chúng ta cùng vào phần số 1, hiệu điện thế. Các nguồn điện các em thường dùng, ví dụ như là pin hoặc là ắc quy. Nếu như cô mắc một bóng đèn pin vào hai cực của nguồn điện, thì các em quan sát có dòng điện chạy qua và bóng đèn sẽ phát sáng. Như vậy, bóng đèn phát sáng là do đâu? Các em chú ý, nguồn điện tạo ra sự nhiễm điện khác nhau ở hai cực của nó và người ta nói giữa hai cực của nó có một hiệu điện thế. Để dễ dàng hiểu về hiệu điện thế, các em hãy quan sát hình ảnh sau đây. Nước chỉ có thể chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp. Để luôn có một dòng nước chạy từ A xuống B thì chúng ta phải sử dụng một cái máy bơm nước. Và cái máy bơm nước này đã tạo ra sự chênh lệch về mức nước giữa hai điểm A và B. Do đó, dòng nước sẽ luôn chạy xuống từ A xuống B. Như vậy, tương tự, dòng điện cũng sẽ tương tự như dòng nước. Và cái nguồn điện cũng sẽ tương tự như cái máy bơm nước. Nguồn điện đã tạo ra sự chênh lệch về điện thế giữa hai điểm A và B. Như vậy, sẽ luôn có một dòng điện chạy qua bóng đèn và làm cho bóng đèn này phát sáng. Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế tương tự như máy bơm nước, tạo ra sự chênh lệch mức nước. Như vậy, nguồn điện đã tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu điện thế. Và hiệu điện thế chúng ta sẽ ký hiệu là chữ U. Đơn vị là vôn, ký hiệu là V. Những đơn vị chúng ta sử dụng đó là milivôn và kilovôn. Một vôn bằng 1.000 milivôn. Để đổi từ milivôn về đơn vị vôn, các em sẽ chia cho 1.000. Tương tự như vậy, 1 kilovôn bằng 1.000 vôn và 1 vôn bằng 0,001 kilovôn. Đây là chân dung của nhà bác học người Ý Voltaire, là người đã phát minh ra chiếc pin, một loại nguồn điện mà ngày nay chúng ta sử dụng rất nhiều trong cuộc sống. Các em hãy vận dụng và làm bài tập sau đây. Đổi đơn vị cho các giá trị. Từ vôn đổi về milivôn, các em sẽ nhân vào 1.000. Và từ 6 kilovôn đổi sang vôn, các em cũng sẽ nhân với 1.000. Ngược lại, từ vôn đổi sang kilovôn, các em chia cho 1.000. Tương tự như vậy, các em hãy so sánh lại kết quả của mình. Các em làm câu C1. Trên mỗi nguồn điện sẽ có ghi giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch. Em hãy ghi lại các giá trị này cho các nguồn điện dưới đây. Pin tròn, các em quan sát cục pin tròn và thấy rằng trên cục pin này ghi 1,5V. Ắc quy xe máy 12V. Và giữa hai lỗ của nguồn điện trong nhà, các em chú ý, nó có một hiệu điện thế rất cao, lên tới 220V. Và nguồn điện trong nhà thì được lấy từ các nhà máy điện và được dẫn bởi đường dây điện 500 kV. Đây là hình ảnh của đường dây điện 500 kV nối dài từ Bắc vào Nam. Một số hiệu điện thế trong thực thế. Ví dụ như giữa hai đám mây trước khi có sét thì cái hiệu điện thế lên tới khoảng vài nghìn vôn cho tới vài triệu vôn. Một số loài động vật.
có thể phát ra điện. Ví dụ như là cá trình điện, nó có hiệu điện thế khoảng 550V. Hoặc là cá đuối có hiệu điện thế khoảng 50V. Như vậy, cái dụng cụ nào dùng để đo hiệu điện thế? Chúng ta sang phần số 2, tìm hiểu về vôn kế. Vôn kế chính là dụng cụ dùng để đo hiệu điện thế. Các em hãy quan sát hình ảnh vôn kế sau đây. Các em thấy trên mặt của vôn kế sẽ ghi chữ V. Chúng ta sẽ phân biệt với ampe kế mà các em đã học ở bài trước. Các em sẽ thấy rằng vôn kế cũng sẽ có chốt âm và chốt dương, có kim và có các vạch chia độ. Và mỗi vôn kế sẽ có giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất xác định. Trong sơ đồ mạch điện thì vôn kế sẽ được ký hiệu, đó là một vòng tròn. Các em sẽ ghi chữ V viết in vào bên trong. Và tương tự như vậy, các em cũng sẽ ghi các chốt của vôn kế là chốt âm và chốt dương. Các em hãy quan sát hình 25.2. Đối với vôn kế A và B, các em hãy ghi lại cho cô giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Đối với C, đây là đồng hồ đo điện đa năng. Đối với đồng hồ này, các em vừa có thể đo được hiệu điện thế, vừa có thể đo được cường độ dòng điện. Chúng ta sẽ kiểm tra đáp án. Vôn kế A, giới hạn đo của nó sẽ là 300V. Độ chia nhỏ nhất từ 0 tới 100 sẽ được chia làm 4 khoảng. Như vậy, các em sẽ lấy 100 chia cho 4, chúng ta được độ chia nhỏ nhất. Vôn kế B, giới hạn đo là 20V và độ chia nhỏ nhất là 2,5V. Đây là một số loại vôn kế. Đối với mỗi loại vôn kế thì các em phải chú ý đến giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất để chúng ta sử dụng đo hiệu điện thế phù hợp. Các em sang phần số 3, đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi chúng ta chưa mắc nguồn điện vào mạch. Em hãy quan sát sơ đồ mạch điện sau. Trong sơ đồ mạch điện này, cô sẽ sử dụng một nguồn điện, khóa K, bóng đèn và cô sử dụng vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện này. Các em chú ý, chốt dương của vôn kế sẽ được mắc về phía cực dương của nguồn và chốt âm của vôn kế sẽ được mắc về phía cực âm của nguồn điện. Các em quan sát, các em sẽ thấy rằng vôn kế đang được mắc song song với nguồn. Và đây là lưu ý khi các em mắc vôn kế vào mạch điện. Các em hãy vẽ lại sơ đồ mạch điện này. Và sau đó chúng ta sẽ lắp sơ đồ mạch điện. Ở đây cô sẽ sử dụng nguồn điện có 2 pin. Như các em quan sát, 2 pin này sẽ có hiệu điện thế là 3V. Như vậy cô sẽ sử dụng vôn kế có giới hạn đo là 12V, là phù hợp để đo. Chúng ta sẽ mắc sơ đồ mạch điện như hình. Khóa K đang mở, bóng đèn không phát sáng. Vôn kế này dùng để đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện. Các em thấy vôn kế đang chỉ số và vôn kế đang chỉ số 3. Các em chú ý, khi các em mắc vào chốt dương ở vị trí là 6V thì các em phải đọc cái kết quả đo theo cái thang đo nằm ở phía bên dưới. Như vậy các em thấy rằng số chỉ của vôn kế bằng cái số vôn ghi trên vỏ mỗi nguồn điện khi chúng ta chưa mắc vào mạch. Các em hãy làm bài tập vận dụng sau đây. Vôn kế nào là phù hợp để đo hiệu điện thế giữa hai nguồn điện đã cho?
đối với vôn kế có giới hạn đo là 20V thì sẽ phù hợp để đo nguồn điện 12V. Vôn kế có giới hạn đo là 5V phù hợp với nguồn điện là 1,5V và vôn kế có giới hạn đo là 10V sẽ phù hợp để đo nguồn điện 6V. Như vậy khi sử dụng vôn kế các em cần phải chọn cho mình những loại vôn kế có giới hạn đo phù hợp với cái nguồn điện cần đo để không làm hỏng dụng cụ. Các em hãy quan sát các hình ảnh sau đây. Trên bất kỳ một cái dụng cụ điện nào đều ghi các giá trị. Ví dụ như là 220V. Vậy thì các số vôn này có ý nghĩa giống như số vôn được ghi trên các nguồn điện hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần số 4. Đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn trong mạch điện. Phần đầu tiên, cô sẽ sử dụng các dụng cụ thí nghiệm sau đây. Vôn kế, bóng đèn, dây dẫn. Và khi cô chưa mắc bóng đèn này vào mạch điện, cô sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu của bóng đèn. Các em hãy quan sát số trị của vôn kế và trả lời câu C1. Nhận xét về hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch. Các em thấy vôn kế chỉ số 0, tức là hiệu điện thế hai đầu bóng đèn này bằng 0. Chú ý, khi chưa mắc vào mạch điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0. Và thứ hai, thì cô sẽ mắc một cái sơ đồ mạch điện theo hình. Trong sơ đồ này, cô sẽ sử dụng nguồn điện, khóa K, bóng đèn và cô sẽ sử dụng thêm các dụng cụ đó là ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và vôn kế dùng để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn. Các em hãy quan sát sơ đồ mạch điện sau và chú ý cách mắc sơ đồ. Sơ đồ này các em sẽ vẽ lại vào tập và chú ý cách mắc. Các em chú ý, chốt dương của ampe kế và của vôn kế phải được mắc về phía cực dương của nguồn điện. Các em chú ý nhé. Và hai chốt của vôn kế được mắc trực tiếp vào hai đầu của bóng đèn. Như hình các em quan sát, các em sẽ thấy rằng vôn kế đang mắc song song với bóng đèn pin. Sau khi mắc xong sơ đồ này, thì chúng ta sẽ tiến hành đo các kết quả sau đây. Trước tiên, cô sẽ để mạch hở, tức là khóa K đang mở. Cô sẽ quan sát số trị của vôn kế và ampe kế trong hai sơ đồ này. Cô thấy rằng các giá trị đều bằng 0. Cô ghi vào bảng. Sau đó, cô sẽ quan sát sơ đồ mạch điện nguồn 1 pin. Khi cô đóng khóa K, cô sẽ ghi lại các giá trị hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong đoạn mạch này. Các em chú ý đọc theo đúng giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Ví dụ như đối với ampe kế, kim chỉ thị đang hiển thị tại vạch số 3. Như vậy, theo độ chia nhỏ nhất là 0,1 thì cô sẽ đọc là 0,3 ampe. Đối với vôn kế đang nằm giữa hai vạch số 1 và vạch số 2. Và đối với cái giới hạn đo này, độ chia nhỏ nhất này, thì cô thấy nó nằm gần vạch số 2 cho nên cô sẽ đọc đó là 2V. Các em chú ý đọc theo độ chia nhỏ nhất của dụng cụ đo. Ở đây độ chia nhỏ nhất là 1V. Tiếp theo cô sẽ thay nguồn điện 2 pin. Cô sẽ đóng công tắc và sau đó cô sẽ đọc các giá trị. Và cô có được kết quả U bằng 3V và Y bằng 0,6A. Cường độ dòng điện, các em nhớ lại ký hiệu. Từ đó, các em hãy làm câu C3. Từ kết quả thí nghiệm trên, hãy viết đầy đủ các câu sau. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn bằng 0 thì các em quan sát đèn không sáng và không có dòng điện chạy qua bóng đèn. Đối với hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn mà càng lớn
thì dòng điện chạy qua bóng đèn sẽ có cường độ càng lớn. Và khi mà hiệu định thế giữa hai đầu bóng đèn càng nhỏ, thì dòng điện chạy qua bóng đèn đó sẽ có cường độ càng nhỏ, như thí nghiệm mà chúng ta đã làm. Như vậy, các em thấy rằng số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho các em biết điều gì? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện sẽ cho biết hiệu định thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường. Ví dụ như trong thí nghiệm vừa rồi, cô không thể nào tiếp tục tăng hiệu định thế lên vào hai đầu bóng đèn, mà cô cần phải chú ý đến số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện. Ví dụ như ở chiếc quạt điện này có ghi giá trị là 220V, thì cái hiệu định thế được phép đặt vào quạt điện này là 220V để quạt điện này hoạt động bình thường. Ngoài ra, những con số ví dụ như là 60W, 800W và 75W thì ở các lớp học ở phía trên các em sẽ được học đây là giá trị của công suất định mức của các dụng cụ điện. Như vậy, các em sẽ quan tâm tới các giá trị ghi trên bóng đèn, ví dụ như là con số 2,5V mắc ghi trên cái bóng đèn này, thì các em cần phải mắc bóng đèn này vào hiệu định thế bằng bao nhiêu để đèn sáng bình thường và không bị hỏng. 2,5V chính là cái hiệu định thế định mức của bóng đèn này để bóng đèn này sáng bình thường. Như vậy, các em muốn bóng đèn sáng bình thường, các em phải đặt vào giữa hai đầu bóng đèn một hiệu định thế là 2,5V để bóng đèn này sáng bình thường và không bị hỏng. Nếu như các em mắc vào giữa hai đầu bóng đèn này một cái hiệu định thế mà nhỏ hơn 2,5V thì bóng đèn cũng sẽ sáng, nhưng mà nó sáng yếu hơn bình thường. Ngược lại, nếu như các em mắc vào hiệu định thế là lớn hơn 2,5V thì bóng đèn này sẽ sáng hơn bình thường, và nếu như cái hiệu định thế nó quá cao thì cái bóng đèn của chúng ta sẽ bị cháy. Chúng ta hãy làm một số bài tập vận dụng sau đây. Trường hợp nào có hiệu định thế bằng 0, tức là không có hiệu định thế, giữa hai đầu đèn điện đang sáng, có dòng điện chạy qua, do đó có hiệu định thế giữa hai đầu bóng đèn này, giữa hai cực của pin còn mới cũng sẽ có hiệu định thế, giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin, bóng đèn được tháo rời khỏi đèn pin thì đèn sẽ không sáng. Do đó, các em sẽ chọn đáp án C. Giữa hai đầu của bóng đèn pin được tháo rời khỏi đèn pin. Và câu D, giữa hai cực của ắc quy đang thắp sáng đèn của xe máy, đang thắp sáng đèn thì sẽ có dòng điện chạy qua, có hiệu định thế. Em hay đọc và chọn đáp án câu sau. Cho mạch điện như hình vẽ khi công tắc đóng đèn sáng. Khi công tắc mở thì giữa hai điểm nào có hiệu định thế khác không? Em hãy quan sát câu A giữa hai điểm A và B. Giữa hai điểm A và B. Giữa hai điểm A và B này có phải là cái khóa K đang mở hay không? Em chú ý giữa hai điểm A và B sẽ có ampe kế, bóng đèn và cái nguồn điện. Như vậy, giữa hai điểm A và B có nguồn điện thì sẽ có hiệu định thế khác không? Chúng ta sẽ chọn đáp án A. Giữa hai điểm E và C, các em quan sát chỉ là dây dẫn. Giữa hai điểm D và E là bóng đèn, nhưng bóng đèn không sáng bởi vì khóa K đang mở. Và giữa hai điểm A và D là cái ampe kế này cũng sẽ không có số trị bởi vì khóa K đang mở, không có dòng điện chạy qua. Em hãy quan sát trong các sơ đồ mạch điện sau đây. Vôn kế trong sơ đồ nào có số trị khác không? Em nhìn vào sơ đồ mạch điện và chúng ta phải chú ý xem vôn kế có được mắc đúng theo cái nguyên tắc hay không. Ở sơ đồ hình A, vôn kế mắc đúng cực
âm của vôn kế đang chốt âm của vôn kế đang mắc về phía cực âm của nguồn, và cái chốt dương của vôn kế đang mắc về phía cực dương của nguồn. Như vậy cái khóa K này đang mở thì cái vôn kế này không có số trị. Tương tự như vậy, cái vôn kế này được mắc vào mạch điện nhưng mà khóa K đang được mở. Hình D thì các em thấy rằng rõ ràng vôn kế này mắc sai bởi vì vôn kế đang mắc nối tiếp với bóng đèn. Ở hình C các em quan sát vôn kế đang được mắc vào hai đầu của nguồn điện. Mặc dù khóa K ở đây đang mở, đèn không sáng nhưng vôn kế vẫn có chỉ số. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C. Vôn kế đang được mắc trực tiếp vào hai đầu của nguồn điện, cho nên vôn kế này sẽ chỉ hiệu định thế giữa hai cực của nguồn. Trong bài học này, các em cần ghi nhớ cho cô các vấn đề sau đây. Nguồn điện tạo ra giữa hai cực của nó một hiệu định thế, và đơn vị đo hiệu định thế là vôn. Hiệu định thế đo được là cái dụng cụ đo đó là vôn kế. Và khi mắc vôn kế để đo hiệu định thế thì các em phải mắc đúng em chú ý, số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện thì cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường. Đối với một bóng đèn nhất định thì hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn đó sẽ có cường độ càng lớn. Các em học phần ghi nhớ và làm các bài tập trong sách bài tập. Như vậy tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các em.